我们瓦斯塔亚的精髓每天都在流失。 Trời ơi. Đó, đó, vấn đề đáng trách nha. BK chết 3, 5 mạng không xài bell. Đáng chửi, đáng ăn chửi. Không, mình có gì mình nó góp ý thẳng thôi anh em. Giống như là nhiều thằng nó sẽ đời cũng hay góp ý cách lên đồ cho người ta mà. Cho team hay là cho mấy đứa chơi găng nè. Nhiều lúc mình thấy góc nhìn, mình cứ nói góc nhìn của mình thôi. Mình cảm thấy thằng kia nó nói hơi thừa, mình nói nó giờ mình nói thừa quá. Tao biết chơi, mình khỏi chỉ tao lên đồ. Ok, thì mình hãy lên đồ sao cho nó hợp lý. Chứ team nó toàn vật lý lên về kháng phép rồi. Ăn giả nha, giả mỏ nha. Kêu ta biết chơi lên đồ cái đó lên giả mỏ nha. Và team nó toàn hút máu không rồi không lên đồ giảm máu giả mỏ nha. Chết ngu rồi. Ngu rồi. À. Má, gấp cái lọc hộp kìa. Dạ. Ở đây nó, pha này nó dở rồi nha. Nó đẩy quay đó là dở rồi. Giờ nó vừa, mới kiếp mà nó vừa mới giá trụ nữa. Pha đó nó phải giết, lúc mình giết mình xong nó phải về. Giờ nó lại nó thu lên. Giờ nó chỉ đợi gần nó xuống thôi. Giờ mình quýnh không cho nó về là mình quýnh lên. Mà gần nó sẽ xuống găng. Nó xuống luôn rồi lẹ vậy. Ừ hay. Đó mẹ, đó mẹ, đó mẹ. Mẹ xuống liền luôn chứ. Nó xuống liền cứu boss nó luôn chứ. Thằng này nó đúng đánh găng luôn anh em ơi. Má chơi game mà nó không về. Chơi game mà mày không về mày. Thằng này nó phải game thủ anh em ơi. Độ game thủ đánh về ăn chửi nha. Nó giết, nó farm biết bao nhiêu quay, nó giết bao nhiêu mạng cầm hai cái máy tiền nó không về. Mấy ông mà đánh pha này là game thủ, mấy ông đánh pha này xong mấy ông bị chửi điên. Huân viên cả chửi mấy ông điên. Chửi banh cái đầu. Ai cho mày BK? Ai cho mày BK khi mày cầm 2000 máy tiền hả? Chơi chấp đồ hả mày? Huân viên sẽ nói vậy đó. Mình bay 789 thiệt. Ờ bị delay anh em ơi, má sao không biết sao có chim delay 30 giây luôn. Mà đã chỉnh có 4 giây à. Thì á. Không biết bị sao nữa. Em nhớ like subscribe cho đơn nha. Trùng đánh xíu nha anh em, làm hai like cho anh em xem á. No, no. Mơ ngạ. Đang phạm 148 phút 16 đúng không? Coi xíu tôi hack gift nè. An này được cái dễ thương kêu chơi game hay nè.
Cảm ơn Nguyệt nha. Khang chi chết luôn nè. Nó bước boss thì mình chạy ra mới thải giả nè. Onin lên là nó con Camille nó buộc phải về. Margo nào đó, con này chạy vô lưu là dở nha. Nó bước boss nè, con này chỉ việc chạy ra đây thải giả là Camille nó buộc phải ra rồi. Nó không ra đa trụ luôn, hơn 5 người mà. Giờ mới ra trễ rồi, nãy nó đứng trong trụ hai phải đai nữa đó, đừng bồ kẻ cái đai. Đỡ vũ đào điên, đào điên hết chứ. Kệ sứ giả đi, kệ nó. Trời đó, cái gì cũng là của mình, Amagon xong là chủ của mình rồi. Kệ nó, Amagon xong xíu chia 4-1 là chủ của mình rồi. Lấy muộn lấy trễ vậy nó cũng là của mình. Vậy thôi. Này biết gì gọi là gì không? Nhịp. Chán thì chứ mấy thằng bắt chạy chung rồi. Mà này bắt chạy chung thì ta gọi là nhịp 5. Nhịp 5 là 5 thằng biết gì cùng lúc. Biết gì cùng lúc thì làm gì hả anh Gen? Thì chúng ta sẽ đi chung ra kiểm soát. Đẩy, kiểm soát, đẩy, kiểm soát. Rồi làm gì nữa? Lướt sóng, sóng sóng lấy trụ. Cái nhịp 5 này hơi sai, nhịp 5 này 4 thằng lên tới đây, thằng này còn ở đây hơi sai nha. Chụp đây đi. Đồng hồ. Đồng hồ gầm không kịp. Win nè. Ui, mình chết không end được. Thôi để ra để làm cái qua kill gen. Ê lâu lắm mình đã không Benta á, 3 tuần rồi. Bữa mới Benta 3 tuần rồi. Mấy phần này phải chia làm sao? Mấy phần này phải chia một thằng dưới boss, 4 thằng lên top, hoặc là 1-3-1, một thằng đứng mid, một thằng đứng boss, 3 thằng lên top. Gồng này muốn ăn thì ăn, muốn không ăn cũng được. Tại vì gồng 2 giờ quýnh cái end game rồi. Gồng 2 này không có tác dụng. Trời ơi, tụi này nó bị điên hết, tụi này nó bị điên hết rồi đó. Giờ tôi lát nè, xong tôi cung nè, tôi cung với tôi mất tích luôn nè. What the fuck? Má không ăn cover luôn chứ. Má sao để cầm mì nó một mình lao vô giết đơ vậy hả trời. Trời ơi mạnh dữ vậy. Sao để mình lao vô giết đơ vậy dạ? Đơ kỳ sức nữa mà. Thôi không end được rồi. 8 giây nó ra rồi. Còn gờ hết rồi bỏ. Để hồi sinh anh em ơi. Thôi lấy xong trụ không chết. Một hằng chạy lấy trụ không chết đi. Ây da không lấy được luôn. Chuẩn bị bán cái lưỡi hái linh hồn mà vừa. Tới giờ lưỡi hái linh hồn phế rồi. 45 giây nữa có ra. 55 giây nữa có lát. Làm liều hay sao vậy? Làm liều anh em. 30 giây mới có gà anh em ơi. Ok win đó. Khỏi nhìn map nữa, win đó. Khỏi nhìn. Khỏi nhìn biết win nữa. Kéo nè, ngay cái đầu. Ui, mấy người bộ mạnh điên. Chói nè. Quýnh cho kịch tính xíu anh em ơi. À, lần sau không cho kịch tính nữa nha. Cho cơ hội mém thua ngược. Anh em nhớ like subscribe cho đơn nha anh em.